Bệnh hắc lào là gì, triệu chứng và cách điều trị bệnh ra sao? Triệu chứng của bệnh hắc lào hay còn gọi là bệnh lác đồng tiền. Bệnh gây ngứa ngáy khó chịu cho vùng da bị tổn thương, đặc biệt là vào ban đêm và những ngày thời tiết nắng nóng khiến cho người bệnh đổ nhiều mồ hôi. Trên da xuất hiện các vùng mẩn đỏ xung quanh phần rìa có nổi nhiều mụn nước. Bệnh có thể xuất hiện trên nhiều vùng cơ thể như bẹn, chân tay, mặt, bụng, ngực. Bệnh lặng có thể gây lây lan sang các vùng da khác của cơ thể và bị tràm hóa rất khó chữa trị. Vậy thì điều trị bệnh hắc lào ra sao? Dùng các loại thuốc bôi như Ecocollagen, Micollagen, Clotrimarol bôi liên tục 2-3 lần cho đến khi da lành. Và đây là phương pháp dùng Tây y. Hiện nay thì rất ít người lựa chọn phương pháp dùng các loại thuốc Tây vì nếu không đúng thuốc thì sẽ gây ra tổn thương ở các cái vùng da bị bệnh và có thể gây bỏng nhẹ, gây tràm hóa da và rất khó điều trị sau này. Và khi dùng các loại thuốc này thì khi khỏi bệnh thì chúng ta cần thêm một vài tuần nữa để tránh hiện tượng tái phát. Trong quá trình dùng thuốc, người bệnh có thể bị dị ứng nhẹ. Không nên quá lo lắng vì ngưng thuốc sẽ hết. Sau một tháng điều trị bệnh không thuyên giảm, cần đi bác sĩ và tái khám xem xét các cái tình trạng bệnh. Nếu bệnh quá nặng gây tổn thương quá rộng thì cần phải dùng các loại thuốc chống lấm dạng uống. Bác sĩ sẽ cho người bệnh dùng các loại thuốc để trị lấm như glycyphorin, ketolazone. Việc điều trị các bệnh hắc lào bằng phương pháp dân gian cũng được khá nhiều người sử dụng, tuy nhiên hiệu quả cũng không được cao lắm. Vì cách này làm tiết kiệm chi phí mà hiệu quả thì vẫn đang được kiểm chứng trong thực tế. Chúng ta có thể kể ra một vài phương pháp được sử dụng, đó là dùng chuối xanh, dùng gáo, dừa, v.v. Bệnh hắc lào gây ra do ý thức vệ sinh kém cũng như là môi trường sinh sống không phù hợp, vệ sinh. Vì vậy, bên cạnh việc điều trị cần kết hợp với việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống thật tốt. Khi bị bệnh thì không nên mặc chung đồ, quần áo cũng như là các cái đồ vật dụng cá nhân. Và nếu các bạn đã điều trị bằng hai phương pháp trên, đó là sử dụng bằng Tây y hoặc các cái phương pháp dân gian không đem lại hiệu quả, hoặc chúng ta đang lo lắng sử dụng phương pháp điều trị bằng thuốc Tây sẽ đem lại tác dụng phụ không mong muốn, để lại những cái vết sẹo trên da, hoặc sử dụng các cái phương pháp dân gian, thời gian điều trị lâu và hiệu quả điều trị không cao, thì các bạn có thể tham khảo sản phẩm của chúng tôi, đó là sản phẩm đặc trị bệnh hắc lào, lác đồng tiền bằng thuốc lam gia truyền Nguyễn Thi. Và sản phẩm của chúng tôi đang được rất nhiều người sử dụng và tin dùng, và chúng tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều năm trong việc điều trị các cái bệnh về da như tổ đỉa, hắc lào, eczema. Nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc có nhu cầu sử dụng sản phẩm trên thì có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về bệnh và mua sản phẩm với số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi nhận chuyển hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Và sau đây chúng ta có thể tham khảo một số bệnh nhân có gửi phản hồi cho chúng tôi qua điện thoại. Alo ạ? Ừ, ai đây? À vâng, chào anh ạ. Anh ơi, tối hôm qua có nhắn tin với anh muốn tư vấn, anh vào 8 giờ, 9 giờ sáng nay gọi lại đấy ạ. À dạ vâng ạ. Cho anh hỏi anh cần tư vấn bệnh hắc lào anh? Đợt trước mình mua rồi, mình mua 3 lọ, đợt trước mua 3 lọ rồi, hôm nay mua chữa khỏi rồi, mua cho người bạn, hôm nay mua một lọ cho một người bạn đấy mà. Rồi, em cảm ơn anh. Thế anh cho em xin lại địa chỉ nhá.
Vâng ạ, anh tên gì đấy ạ? Nguyễn Ngọc Dự. Nguyễn, à đúng rồi em nhớ anh Dự rồi, Nguyễn Ngọc Dự ạ. Rồi anh Dự đọc cho em địa chỉ đi ạ. Hưng Kiều 2. Thôn Hưng Kiều 2 ạ. An Trường. Hưng Kiều 2 này. An Phượng ạ. Xã An Tường, An Tường rồi ạ. thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Rồi, Tuyên Quang ok. Sáng nay em gửi luôn cho anh nhá. Thì 2-3 hôm nhận được thì vẫn như lần trước ấy. Làm theo hướng dẫn giúp em là được anh nhá. Đợt trước mình mua ba lọ rồi, nhưng mà đợt này mua một lọ thôi để mua cho một người bạn mà. À dạ vâng, anh ấy nếu mà lần trước của anh 3 lọ là bao tiền đấy ạ? À? Trước mua có khuyến mại ba lọ 600 đấy. À vâng ạ, nếu mà bây giờ mà mua một lọ là vẫn 300.000 đấy anh ạ. Nếu mà cố gắng mua là 2 lọ thì mua thôi. Rồi rồi Vâng rồi. anh nhá, tại vì là Mua một lọ thôi. vâng mua một lọ này mà là 300.000 đấy anh ạ. Rồi. Vâng, thế để em gửi sớm cho anh nhé. Rồi. Vâng, em cảm ơn ạ, em chào anh. Alo, cho gọi Đúng đây để số anh Lợi không ạ? rồi chị. Vâng, anh Lợi, em ở bên nhà thuốc Nguyễn Thi mà chuyên đặc trị bệnh ngoài da đấy ạ. Thì em nhận Dạ. được cái số điện thoại ở trên trang web anh để lại, thì anh ơi thì sáng nay em gửi cho anh thì mất khoảng độ 2-3 ngày nhận được đấy. Có phải anh đặt thuốc đặc trị bệnh khác nào không ạ? Ừ, hai hai lọ. Anh đặt 2 lọ đúng không ạ? Vâng, thì sáng nay em gửi cho anh luôn nhé. Thì khi nào mà nhận được ấy thì bên trong em có hướng dẫn cụ thể rồi, anh chỉ cần làm theo hướng dẫn cho em thôi nhé. Dạ, Dạ trước vâng. có đặt rồi. Tôi có đặt lần rồi. À đặt 1 lần rồi à? À thế à? Vâng, đấy thì anh sẽ biết dùng rồi. Thế bây giờ là anh mua cho người nhà hay là mua của mình luôn ạ? À? Cho bạn À mua cho bạn à? Vâng em cảm ơn anh. Thế trước là anh lấy 1 lọ đúng không hay là lấy 2 hả anh? hôm trước cũng hai lọ luôn. À rồi em cảm ơn. Thế để hôm nay gửi sớm cho anh nhé. Vâng ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.